Xin chào toàn thể cô bác và anh chị đã quay trở lại kênh Thảo Dược Làm Xa nhá. Và ngày hôm nay Sa lại nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bác, từ mà trẻ đến già đang bị tình trạng là yếu sinh lý, xuất tinh sớm mà khó cơ cứng ấy, hay là chưa đi chạy đã hết tiền, do anh em ở tuổi rất là trẻ thôi mà thủ dâm nó quá nhiều, làm tinh khí của chúng ta suy kiệt, và khi đã có người yêu ấy, thì chạm nhẹ nó đã ra rồi. Thì ngày hôm nay Sa lại đi rừng để chia sẻ với mọi người một cây thuốc cực kỳ quý trong rừng nhá. Và trước mặt các bác đây chính là cây long cốt phong nhá. Đấy. Và lá của nó đây mọi người nhá, ta sẽ lấy cho xuống cho mọi người xem. Đây chính là phần lá của nó mọi người, nó sẽ mọc so leo nhau này, và phần thân của nó sẽ rất là giáp, có màu vàng này. Đấy. Sờ vào rất là giáp nhá. Và phần ngọn non của nó đây mọi người nhá. Đấy. Nó tròn tròn như kiểu là cây rau dớn mà chúng ta hay ăn ấy. Đấy. Nhưng mà cái đặc biệt khác của nó là cái phần vỏ ở ngoài này nhìn như cây chết không mọi người nhá. Đấy. Khi đẽo ra nó sẽ có màu rất là đẹp này. Đây, ta sẽ đẽo về để lấy và lấu cao phục vụ các bác nhá. Cái này mọi người sẽ đẽo cái phần vỏ này, chúng ta sẽ mang về băm nhỏ phơi khô ra và mang đi kết hợp với quả trâu cổ này, rễ cây vú bò này và củ ba kích tím. Thêm cho Sa là củ hoàng tinh đã chế khoảng 9 lần ấy, Sa đã chia sẻ video trước rồi, rất nhiều video trên kênh nhá, các bác đón xem ở trên kênh ấy, xem quy trình làm chế hoàng tinh hoa đỏ của Sa nhé. Tất cả các vị trên thì mọi người có thể sắc nước uống ngày, mỗi vị 15 gram, hoặc mang đi ngâm rượu nhá. Ngâm rượu mọi người sẽ sử dụng 100 đến 200 gram, chúng ta ngâm với 5 lít rượu trắng sau khoảng 1 tháng rồi. Mỗi buổi tối chúng ta sẽ làm 1-2 chén nhỏ. Hoặc là có thể nấu cao như sao này. Nấu cao thì mọi người sử dụng 10 đến 20 gram cao mỗi ngày, duy trì đều đặn. Kết hợp với mọi người chạy bộ ấy, để nâng sức khỏe chúng ta lên, nâng sức khỏe ngũ tạng này, thì tinh khí của chúng ta sẽ đầy đủ và nó sẽ giữ được. Vấn đề là tinh nó không bị ra nhanh quá nhá. Khí mà yếu ấy, nó không vững, nó không thể giữ được tinh được. Nên các bác phải dùng loại này, tuy nó bổ từ từ nhưng mà nó sẽ tác dụng lâu dài. Còn các bác dùng các loại kích thích thì nó sẽ không được lâu dài đâu nhá, nó chỉ được một thời gian ngắn thôi. À, các bác sau này chữa rất khó nhá mọi người nhá. Đấy, cái này khi bổ vào ấy nó rất là nhớt nhớt này. Đấy, mọi người đi phải lấy bao đi, mọi người cuốn vào mọi người mới có thể mang đi được. Và cái này đặc biệt công dụng nữa cho anh em nào đang bị đau xương khớp này, tê bì chân tay này, hay là gút, có thể sử dụng cái này nhá. Mọi người cũng có thể lấy cái này, chúng ta sẽ kết hợp với dây đau xương này, dây tứ phương đằng này, và thêm cho Sa bị cẩu tích này, cốt tay bổ này, và thêm cho Sa cây hoàng lực. Cây hoàng lực thì mọi người cho khoảng 10 gram thôi, cái này nó rất là lỏng. Và thiên liên kiện khoảng 5 gram, chúng ta sắc nước uống hàng ngày, hoặc có thể nấu cao như Sa nhá, cũng có thể ngâm rượu được, duy trì được đó. Thì sau khoảng 15 ngày tình trạng đau xương khớp, tê bì chân tay ấy, nó sẽ được cải thiện nhá. Còn vấn đề về gút ấy thì mọi người lấy cái này, chúng ta kết hợp với giữa cái mỏ quạ này, thêm cho Sa là vị hoàng kỳ bắc và dây gam đỏ và lá tế tô. Lá tế tô nó sẽ giúp trung hòa axit, duy trì đều đặn 1 đến 2 tháng ấy, tình trạng gút của chúng ta nó sẽ được cải thiện. Còn sinh lý thì các bác cứ dùng như thế nhá, duy trì đều đặn thì nó sẽ cải thiện thôi, các bác không cần phải quá lo lắng đâu. Còn cái này cực kỳ tốt cho những chị em nào mà bị khô hạn, nội tiết tố kém nhá. Đấy, cái này cực kỳ đơn giản. Mọi người mà các anh em mà cày nhiều quá là hết nước thì dùng cái này cực kỳ là hợp lý này. Mọi người có thể lấy cái này về, chúng ta kết hợp với cây bầu đất này và thêm cho Sa là củ sâm tố lữ và sâm béo đen, sâm béo trắng. Đấy, mọi người sắc nước uống hàng ngày, chỉ sau 15 đến 20 ngày thôi, nước lôi của chị em nó sẽ về nhá. Các anh có cày bừa thoải mái, không phải lo hết nước đâu mọi người ạ. Vâng, vừa rồi Sa có chia sẻ một phương pháp chữa yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hay rất nhiều tác dụng từ cây long cốt phong này. Anh em xem video có gì không hiểu thì cứ hỏi Sa nhá, Sa sẽ hỗ trợ và giải đáp cho mọi người. Còn anh em nào không có đủ nguyên liệu, không có thời gian đun nấu ấy,
cụ thể kết nối với Sa, Sa sẽ hỗ trợ cho anh em nhé. Và sau đây Sa xin kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh này, bật chuông thông báo để ủng hộ và đồng hành cùng Sa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người.